thưa quý vị chúng tôi đang ở sóc trăng là một trong những cái tỉnh là ảnh hưởng của vấn đề là hạn mặn cũng khá nhiều thì đây là cánh đồng khô trong cái vụ đông xuân vừa xong và đang đợi mưa để sản xuất cái vụ hè thu thì hiện trạng là cái nền đất đây đang rất là khô nước nẻ và nhưng ngược lại là những cái lúa nền lúa lộn phát triển rất là rất là mạnh cũng như là những cái loại cỏ sớt lại là như cỏ đuôi phụng cỏ gạo vân vân thì để chuẩn bị cho một cái vụ hè thu tới thì đầu tiên hết chúng tôi khuyến cáo bà con là nên là vấn đề là đợi mưa về và để rửa mặn hạ phen rửa mặn hạ phen thì cho nó hiệu quả tránh trường hợp là bà con nôn nóng để sản xuất để tái đầu tư. Nhưng ngược lại là trong đất nó còn những đề là bị ảnh hưởng của mặn cũng như là bị ảnh hưởng của phèn. Đó, thì sau khi mưa xuống, chúng ta đã giai độc được cái phèn mặn thì chúng ta cũng như là cái lúa nền lúa lộn nó sẽ lên nhiều hơn nữa tại vì sau khi có nước thì chúng ta sẽ chủ động chúng ta dùng cái thuốc trừ cỏ Goldfield 19 này để diệt cái lúa nền lúa lộn như cái đoạn clip trước chúng tôi đã chia sẻ để hiệu quả và nó lại an toàn cho đất sau khi sử dụng là 3 ngày chúng ta có thể là trục chặt để xới trục chặt để gieo xạ lại cái vụ hè thu và bên cạnh đó là để giúp cho cái cây lúa là nó đâm chồi ra rễ trong điều kiện là còn chưa rửa mặn hoàn toàn hoặc là chưa có rửa phèn hoàn toàn thì bên công ty chúng tôi có giải pháp là cái sản phẩm là siêu lân bo hàng này nhập khẩu từ italia về có tính năng là hạ phèn giải độc hữu cơ giúp cho ra rễ đẻ nhánh tăng cái thụ phấn và tăng cái đầu trái cái này là ở trên cái phần cái câu sau này là của trên cái cây trái còn cái uh, trên cây lúa chúng ta là hạ phèn giải độc hữu cơ giúp cho ra rễ và đâm chồi đẻ nhánh sản phẩm này là của công ty là Gonfield và công ty ADU ở Việt Nam này phân phối hai công ty phân phối sản phẩm này những nguyên liệu là trăm trăm là của của Italia Đó. Ha. hay là trong những trường hợp là khi lúa tới ba mươi mấy ngày nhưng mà có trường hợp là mùa hè thu thì nắng mưa xen kẽ thì có trường hợp là nó sẽ thiếu nước cục bộ Đó. thì bên đây là lúa ba mấy ngày rồi thì đôi khi có hiện tượng là gì giật lá ủ và cái cái cây nó phát triển chậm chạp để chưa chuẩn bị cho vấn đề là cái chưa chuẩn bị tốt cho vấn đề là phân quá đông thì khuyến cáo bà con nên dùng một cái sản phẩm là cái áo giáp kẽm bảo vệ thông minh đó giúp cho cái cái lúa là sinh trưởng khỏe lá xanh dày cứng chắc là hạn chế vấn đề là cái tác hại của cái nấm đầu ôm hay là cái lần này là cái đốm vàng vân vân à, thì sản phẩm này là chúng tôi cũng nhập khẩu từ Italia nó là dạng nước thì thành phần của nó là kẽm là 10,7 phần trăm cái lưu huỳnh là 5.35 phần trăm và đặc biệt là nó là có cái axit humic đây là cái phụ gia rất rất đặc biệt của cái tập đoàn Lero của Ý và công ty chúng tôi là phân phối kết hợp với công ty ADU Việt Nam phân phối trên thị trường sản phẩm này và quý vị cũng đã biết rồi trong cái vụ hè thu thì thời tiết nắng nóng kéo dài nắng nóng kéo dài cho nên là vấn đề là bỏ trĩ hay là những cái nhóm là chết thúc như rầy nâu là ở giai đoạn rất là sớm thì chúng tôi có một cái sản phẩm à, tên là Clodin 360 VWG với hai hoạt chất Clothianidin và cái dinotefuran tính năng của thuốc này là vừa là tiếp xúc thấm sâu bị độc và lưu dẫn cho nên là việc triệt để cái nhóm chích hút như là cái con bò trĩ hay là dân mình còn gọi là con bù lạch và cái nhóm rầy nâu chích hút trên cái cây lúa ở ví dụ hè thu sắp tới này thì cái thiết kế gói này là gói cho một bình 25 lít sau khi cây lúa đã phát triển một cách là hoàn thiện từ hệ rễ lá tán lá thì do bà con có thể kết hợp với cái phân bón cho nên và cái những cơn mưa đầu mùa mang theo cũng đạm tự nhiên rất nhiều cho nên có những trường hợp là một số cái ruộng ở trũng sâu hoặc là bón thừa phân đạm á thì sẽ dễ bị vấn đề là cái đầu ôm. đầu ôm thì chúng tôi có một cái sản phẩm là đặc trị đau ôn là cái saco 25 mươi à, b cái thành phần của nó là venosanin 25 phần trăm cái à, quét sạch đau ôn đặc trị cái bệnh đau ôn lá đau ôn của bông nha cái này là một gói thiết kế một gói cho bình 25 lít để phòng và trị cái đậu ôn lá và đậu ôn cái cổ bông trên lúa và khi lúa sau 40 ngày trở đi thì vấn đề là giữ cái lá bộ lá và đặc biệt là cái lá đài thì rất là quan trọng là cho nên là cái đối tượng dịch hại quan trọng mà để gây hại trên lá đó là cái đầu ôn hay cháy bìa và ngay cả là cái con sâu lá lúa thì à, chúng ta có một cái sản phẩm là hagu sai sai với thành phần là ema bé là 7 phần trăm bảy phần trăm ha thì đây là thiết kế cái gói cho một bình 25 lít chúng ta phun hai bình cho một công một ngàn mét vuông tại lúc này là lúa từ bốn mấy ngày trở lên này tán lá nhiều cao và cái mật độ sâu có thể nó gia tăng cao cho nên là chúng ta phải phun tuyệt đối phun là harusai đây là một gói cho một bình nhưng mà phun hai bình cho một công một ngàn mét vuông à, đây là cái nhãn hiệu về đặc trị cái con sâu cuốn lá ngay cả như vậy thì hỏi và con hỏi là nếu con sâu lục thân có tốt không à? ạ dạ, và cái này có thể diệt thêm rất hiệu quả đối với nhóm sâu lục thân hay là nhóm cái ngừa cái mũi hành và cái giai đoạn mà nuôi đồng thì gọi là cái tạo tim đèn hay là khơi tạo khối sơ khởi thì rất cần thiết cái sản phẩm Mbz này sản phẩm này rất nổi tiếng ở trên cái thị trường cái can trái thì ở đây chúng tôi muốn giới thiệu cái sản phẩm này trên thị trường là lúa cái này chúng tôi cũng nhập khẩu từ Italia về với cái liều xài của nó là một lít nước 1 cc ha một lít nước 1 cc là cũng phun ít nhất là hai bình 25 lít cho một công 1 ngàn mét vuông vào giai đoạn là cái tạo cái tim nuôi tạo tim đèn giúp cho cái lá đồng xanh dày cứng chắc quan hợp tốt và giúp cho cái đồng mình nó mập và cái tăng số hạt cái trên một cái bông trên tăng hạt trên bông và cái giai đoạn trước trổ sau trổ thì hiển nhiên cái bệnh lem lép hạt là rất là quan trọng cho nên là chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nên xài cái sản phẩm là Azo 400 SC đặc trị cái bệnh lem lép hạt Đó, với hai hoạt chất phối hợp lẫn nhau vừa có tính phòng và cái phần dưỡng tính là trị thì giải quyết cái dứt các cái bệnh hại uh, nguy hiểm uh, gây nên bệnh lâm lép hạt trên cái cây lúa thì cái chai này với cái là dung tích là 240 ml chúng ta xài được 10 bình tương ứng với là 24 cc cho một bình 25 lít phun ít nhất là cái hai bình cho một công ngàn mét vuông và giai đoạn sau khi đã uh, cái này là trổ điều nó vấn đề là vô gạo thì chúng tôi giới thiệu sản phẩm là KBS Italia chúng tôi nhập khẩu từ ý về do công ty Goldfield và ADU phân phối thì giúp cho vô gạo to hạt sáng hạt và chắc tới cày còn đối với can trái thì lớn trái dày cơm cứng vỏ tăng chất lượng trái đây là cái thiết kế chúng tôi ha. thì trên đây là một số một số cái sản phẩm giới thiệu với bà con để tham khảo để ứng dụng trong cái vụ hè thu 2020 sắp tới nếu bà con nào có quan tâm và có ý kiến chia sẻ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số máy 0949 237 249 Xin chào và hẹn gặp lại